Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, sáng 26 tháng 7, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các lãnh đạo ban, sở ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh và thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đến viếng dâng hương anh linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh. Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh đã trở thành hoạt động thường xuyên và sâu rộng nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Nhiều nhà bia, công trình tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng, tu bổ. Cuộc sống của các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng ngày càng được cải thiện. Các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các ngành nhận phụng dưỡng suốt đời. Trong không khí trang nghiêm thành kính, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các sở ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và thành phố Buôn Ma Thuột đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sau lễ dâng hương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.